Sáng ngày 11 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Sơn về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, Phạm Văn Sơn có tàu cá KG95119TS hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển thì bị phía Malaysia bắt giữ. Sau đó, Sơn được một người tên là Lisa gọi điện môi giới chuộc tàu cá với số tiền 400.000 ringgit, tiền Malaysia tương đương 2 tỷ 385 triệu đồng tiền Việt Nam, kèm theo thỏa thuận là chở 3 người về Việt Nam và Sơn đồng ý. Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 19 tháng 4 năm 2021, 3 người được Sơn chở nhập cảnh trái phép vào cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, thì một người đi nơi khác, 2 người còn lại đến đồn biên phòng Rạch Gốc trình báo, được thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Với hành vi nói trên, Phạm Văn Sơn bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép theo khoản 1 điều 348 Bộ luật hình sự. Cáo trạng số 33 ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Phạm Văn Sơn về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép theo khoản 1 điều 348 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Xét về tính chất vụ án, nhận thấy pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghiêm cấm bất cứ ai có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Mọi hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, cần phải xử lý kịp thời và nghiêm minh. Trong vụ án này, bị cáo đã thừa biết trong tình hình hiện nay, nước ta cũng như các nước trên thế giới đang gánh chịu hậu quả nặng nề do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cần phải xét xử bị cáo một mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời mang tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội đối với hành vi tiếp tay cho người khác nhập cảnh trái phép, đối với người dân nói chung và người dân, ngư phủ, chủ tàu sống ở vùng giáp ranh biên giới nói riêng, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho toàn xã hội. Quyết định căn cứ điều 259, 260, 268, 269 và 299 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên bố bị cáo Phạm Văn Sơn phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép, áp dụng khoản 1 điều 348 điểm S khoản 1 điều 51 điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn Sơn 1 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. Phiên tòa cũng được kết nối trực tuyến đến tòa án chính quyền thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Phiên tòa còn có sự tham dự của một số chủ tàu trên địa bàn tỉnh Cà Mau để có thể hiểu rõ về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, từ đó rút kinh nghiệm để bản thân gia đình có thể tránh những hành vi vi phạm pháp luật.